Chính phủ mới ở Israel có 30 bộ trưởng. Đây là chính phủ thứ 6 do ông Netanyahu đứng đầu và được mô tả là cánh hữu nhất, cực đoan nhất trong lịch sử các chính phủ ở Israel. Trong bài phát biểu trước khi tuyên thệ nhậm chức, ông Netanyahu chỉ ra 3 nhiệm vụ cơ bản của chính phủ mới là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, phát triển cơ sở hạ tầng và khôi phục an ninh, quản trị nội bộ. Trong đó, ông Netanyahu lưu ý rằng nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ sẽ là ngăn chặn nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ của ông sẽ chống lại chi phí sinh hoạt cao và cải thiện giáo dục. Tân Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ ký thêm nhiều thỏa thuận hòa bình với các nước Ả Rập trong thời gian tới.